vinh dự được kết nạp đảng khi mới 19 tuổi. Đến nay, đảng viên lão thành cách mạng Dương Đức Thanh đã có 76 năm tuổi đảng. Tham gia cách mạng từ đầu năm 1944, trực tiếp tham gia đánh đuổi phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, rồi chiến tranh biên giới phía Bắc. Ký ức hào hùng trong ông là những trận đánh ác liệt như chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, rồi 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không năm 1972, cùng nhiều chiến trường ác liệt khác. Song với người lính bộ đội Cụ Hồ trung kiên ấy, niềm tin theo đảng đã luôn chỉ lối, soi đường, dẫn dắt ông cùng các đồng đội chiến đấu và chiến thắng, góp phần đem lại độc lập, tự do cho đất nước. Phải nói là có đảng thì mới có ngày nay, mà mới có một cái xã hội ngày nay. Mà có đảng thì gia đình chúng tôi thường cái hạnh phúc như ngày nay. Nếu không có đảng thì không có ngày nay, phải nói thẳng rồi đấy. Trong cái sự nghiệp của tôi thì tôi những người là đảng viên, nhưng mà trước khi như vậy vào đảng đã thề rồi, trung thành với đảng, trung thành với Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng. Thì cái lời thề đó luôn luôn vẫn như vậy, tôi văng vẳng cái trong tài, vẫn cứ phải nhớ. Cho nên cái lúc mà khó khăn gian khổ thế nào thì vẫn cứ phải như là khắc phục và vượt qua. Còn với ông Lê Trình, mùa xuân này cũng ghi dấu chặng đường 76 năm đi theo đảng. Tháng 3 năm 1947, khi mới 21 tuổi, ông được vinh dự kết nạp đảng. Niềm tự hào đã nhân thành động lực, thành niềm tin để suốt chặng đường công tác của mình, ông luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì luôn luôn là phấn đấu, giao nhiệm vụ tôi cũng như là hoàn thành, đã thề là với đảng là phải phấn đấu hoàn thành. Luôn luôn là làm cái trò nhiệm vụ của mình mà đảng giao phó cho. Bà Vũ Thị Nghiên, một đảng viên lão thành với 93 tuổi đời và 76 năm tuổi đảng. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng và công hiến trên các cương vị công tác, bà luôn là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, con cháu trong gia đình noi theo. Giác ngộ và tham gia cách mạng khi mới 15 tuổi, 18 tuổi được kết nạp đảng. Cả cuộc đời nỗ lực, phấn đấu. Giờ đây khi đã về già, điều đáng trân trọng là gia đình ông bà đã gương mẫu nuôi dạy con cháu trưởng thành, và trong gia đình thì có 10 người vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Nói chung ấy là lúc nào xác định mình là người đi đầu, là người gương mẫu, là người phải có trách nhiệm, phải xác định lúc nào bất kỳ nói câu gì hoặc làm việc gì phải biết mình là ai để mà làm. Cho nên là bất kỳ nhiệm vụ nặng nhẹ xa rồi thì là khó khăn đều khắc phục hoàn thành hết. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và lãnh đạo rèn luyện đảng ta, người luôn đau đáu một nỗi lòng phải xây dựng đảng ta gồm hàng triệu đảng viên phải thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là những người tiên phong, mẫu mực, ưu tú của một đảng viên tiên phong. Xứng đáng là đảng đạo đức, văn minh, đảng cầm quyền, xứng tầm đưa đất nước vượt qua mọi gian nan, thử thách. Từ ý đảng, lòng dân đến sức mạnh quật cường của dân tộc, bởi chính sự tiên phong, gương mẫu của các thế hệ cán bộ đảng viên mà nhân dân tự hào coi đảng là chính mình, là đảng ta và nêu thành chân lý, đảng viên đi trước, làng nước đi theo. Để có sức mạnh niềm tin sắt đá như vậy, các thế hệ cán bộ, đảng viên, Đảng Cộng sản Việt Nam đều đang hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc, của Đảng lên trên hết và trước hết. Dưới ngọn cờ của Đảng và mục tiêu lý tưởng của Đảng, chúng tôi không quản ngại từ tuổi trẻ cho đến bây giờ là hơn 80 tuổi đời. Tôi vẫn luôn luôn một lòng là trung thành với Đảng, trung thành với lại những mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn lại chặng đường 93 năm qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng để thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta một lần nữa khắc ghi sự công hiến hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thêm trân trọng, quyết tâm giữ gìn thành quả to lớn của cách mạng và càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, với những biểu hiện khác nhau về sự pha nhạt lý tưởng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ,
cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, ken cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 4 của khóa 11, 12, 13 đã ban hành các nghị quyết, kết luận về xây dựng chỉnh đốn đảng. Trong đó, Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã ban hành kết luận số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2021 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là những dấu mốc rất quan trọng khẳng định đảng ta luôn kiên định, kiên quyết, kiên trì và tập trung trí tuệ, tâm sức cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nếu nhiệm kỳ 11 năm 2011-2016 có 56.572 đảng viên bị kỷ luật, thì trong nhiệm kỳ 12-2016-2021, số đảng viên bị kỷ luật đã tăng lên 93.207 người, khiển trách 65.647 người, cảnh cáo 17.217 người, cách chức 2.496 người, khai trừ 7.847 đảng viên. Đây là những bài học răn đe đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực hiện làm sao thật cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư như tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức quyền cần phải gương mẫu, chấp hành nghiêm túc hơn các quy định của Đảng. Đây cũng là một giải pháp trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đảng ta tập trung rất nhiều về cái công tác cán bộ. Đấy, ta thấy là trong thời gian 2 tháng lại đây thôi, rất gần, trong thời gian rất ngắn mà chúng ta tiến hành kỷ luật tới 7 ủy viên trung ương, 7 người. Mà trong đó là gì ạ? Kỷ luật này, khai trừ này, cách chức này, không cho đảm nhiệm chức vụ. Như vậy chứng tỏ là đảng ta xác định công tác cán bộ rất quan trọng. Đồng chí Tổng Bí Thư đã từng nói là gì? Nếu anh không làm được, anh đứng dẹp sang một bên để cho người khác người ta làm. Chứ đừng có đứng đấy ngáng trở, cản trở cái con đường đi. Thế và do vậy ở đây nó hé lộ ra một cái quan điểm, tức là để đổi mới cán bộ ấy, thì trước khi đặt vấn đề để phải đến cái chuyện là kỷ luật, trước khi đến cái vấn đề là cách chức, trước khi đến cái độ buộc không cho làm cái nhiệm vụ nào đó, thì trước hết bản thân người cán bộ ấy phải có một cái văn hóa, đó là cái văn hóa từ chức. Khi anh nhận chức, anh hứa hẹn, đấy là một cái văn hóa. Nhưng mà đến khi anh không đảm nhận được, hoặc anh cảm thấy anh bắt đầu có cái dấu hiệu của cái thoái hóa biến chất, anh chủ động, anh xin từ chức đi, và tôi cho rằng đấy là cái văn hóa từ chức. Trải qua 93 năm, Đảng ta thông qua lớp lớp đảng viên của mình đã dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, và đến nay là cùng nhau thực hiện khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong hàng triệu đảng viên của Đảng, có những người con Thái Nguyên luôn tận tụy, trung kiên, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức và có những cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và của Đảng bộ tỉnh nhà nói riêng trong suốt các giai đoạn cách mạng vừa qua.